Ok, hôm nay anh em tối rồi làm tí Global Web, coi như là rèn luyện tí phản xạ thôi. Con này đồ quả nó nét giống Borderlands. Đây, mở được hai cái lát mới nè. Cái lát Ganger thì hôm bữa đi tháo gây thương thì được cái lát này. Tăng cái băng đạn và năng lượng. Tăng cái healing cell. Cái lát này thì tạo thêm một con để đây nữa, nó sẽ gây đam giùm mình. Thì chơi thử cái con mà Ganger đi. Rồi. Súng. Cái đây súng lục nè. Súng lục thì đúng gu luôn đó. Shotgun không xài, cái này là bom. Cái này dạng như cái thông xanh vậy ta. Zombie. Súng này bắn chậm gì luôn. Cái giá con này quy là tàng hình nữa. Ok, còn đây là kia là ném chế lụ hay gì có không là sao ta, giảm cái kỹ năng ám sát đi 10 cho tốc độ bắn tăng lên 1500 rồi. Cái này mạnh phết chứ. Còn con nữa hả? Đâu, đi qua màu tím này coi có cái gì không. Đây, cửa đây. Quá, à xuống cái xong rồi. Hai cái đua này băng đạn là 5x10, còn cái này sốc đam 20%. Nhưng bây giờ không thấy quân địch, không thấy tuôn địch đâu. Mình đang là súng thường thôi. Cái này shotgun để đánh tầm gần cũng được. Đây, bây giờ mình đi đâu? Thẳng luôn. Cái này bắn khá là nhanh chứ. Bắn nhanh hơn rất là nhiều. Tập đánh cũng vậy, chí mạng cao hơn. Giữ cái này đi. Ôi không cần hồi máu đâu. Đây 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 đây. Mỗi 6 giây á, thì mình sẽ bắn ra một cái vụ nổ. Viên đạn thứ 6 của mình sẽ bắn ra cái vụ nổ. Nhưng mà thích cái này nè. Thử này. Không. Mình không chịu phá vụ đó. Dạ. Yeah. Súng lục vẫn là số dách. Ok. Con này đập đầu nó được không? Được luôn. Tốn máu dữ vậy ta. Thôi không, cái đó cùi không chơi. Bảo phúc. Cái súng ngắm nãy lấy sai lầm quá. Cái này nè. Bắn chút xíu nữa đỏ nồng à. Cái đó này ngon hơn. %10 chế độ bắn tự động thì sẽ tự động kiếp. Cái nỏ này ngon hơn nhưng mà nó không có chí mạng nha. Thôi không. Lúp đáp kia súng lục rồi lên 3 sao nè. Cái nữa được không? Hết rồi, hết pin này. Mình còn 3 con pin nè. 688 không đủ đâu. Đủ đáng, úp xong nó ra cây súng y chang như luôn, nhưng mà nó mạnh hơn. Trời ơi, tốn tiền. Decoy của mình thì có thể gây đam nữa. Ê. Dao kìa. Thôi không xài đâu. Ủa? Đi đúng vòng quay lại. Yeah. chúng ta sang cái vùng họ tiếp. Phải. Ủa? Ủa? Chỗ này đi cũng được. Cái này dạng như sọt canh nhé. Lấy pin hay lấy rìu? Cây rìu cũng ngon à. Dạ cái này có súng ngắm không? Lấy rìu. Kỳ kiều bắn thu cho lục nữa, sai lầm rồi. Sao ta? Hồi trước tôi lướt bằng nút nào quên tiêu rồi. Lúc nào nó cũng hỏi quần bơi nhưng mà không biết đâu. Ở đây có đường đó, bắt gì mình phải nhảy cái đường đó. Rồi lừa đảo, quân lừa đảo. Kunai này ngon không ta? Đam thì thấp quá, nhưng mà chí mạng nó tới 4 lần lần rồi. Cái này chí mạng có 1.2, 1.75. Đam nó bằng một nửa nhưng mà chí mạng nó gấp 3-4 lần. Thử rồi. Tức là bắn là chỉ phải bắn chí mạng thôi á. Lại cú đái. Khi của mình đang cầm nó còn cao hơn cái này một level nữa. Cái này xuống ngục rồi. Tao không lấy cái nào hết. Mình có 7 cục pin. Nó bán 3 cái là 8 cục pin đó. Không. Giá tôi cứ chạy phải mở mắt ra là mới chí mạng được. không bóp gas được. Phát à, cái gì đây? 1 1 2 2 3 là sao? Gigon cái kunai mà gigon ra cái gì? À, bây giờ gây đâm lửa nào, 55 hết pin luôn rồi, rồi đến boss luôn rồi. Đến boss thì dắt lấy cái súng đục. Đau vậy? Dạ. Đau. Cái chiêu lửa gì sao mà né đó. Làm lại cây cút. Còn mấy súng lạ lạ như vậy không ạ? Không, tôi nhớ rồi. Reset này. Hình như cái con Gobo hồi nãy lúc tôi bắn nó là mình có thể tam nó được. Tốt nhất là không nên giết nó. Nó có cái dọc vàng ở dưới là sao đó. Tạo cái dọc vàng dưới là chuột phải là bắn ra một lấy rượu. Dạ, cái gì? Thôi đi vô dùng màu tím chứ quên. Đây. Kích đạp. Tới bên đi, dẫn chơi kia kiều tiếp. Cung thì cũng được đó, nhưng mà không thích. Nho. Đây, cái này hợp với cái vũ khí mà bắn từng viên như mình rồi. Đó, mình có con Gobo mình mở được cửa này. Shadow Gap. Cái gì đây? Cưỡng chiến là cưỡng chiến thôi. Trời ơi. Suna Picker là cái gì đó? À, tăng cái vụ nổ này lên 35%, tốc độ bắn nhanh hơn. Mở cửa đi qua màn á, có cái gì bình thường đâu. Rồi tưởng đâu nó cho còn tưởng cái gì. Ngon, không có nào ngon hết. Cái này giống cái shotgun chứ đâu phải là cây súng ngắm. Nó tên shotgun rồi nhưng mà hình cái súng ngắm. AK Sinh Dương X3 X1.5 ghi đâm lửa được. Đổi không ta? Trời ơi, cây này ngon hơn. Cho nó làm gì? Ông cóc ăn xin của tôi vậy đó hả? Mình có 2 cục pin là cho nó một cục. Ủa map này map mới nè. Yeah. Shotgun không chơi. Mặc dù con này khá là hợp với shotgun luôn á. Ủa, có phòng thủ rồi sao? Đúng gì đâu. Ủa nó đứng ngay chỗ mình mà. Lại đây. Thì nó là 4 đao của bắp. Có chơi này áo à, nó có 4 cái nút gì trên này nè, chỉ là mình phải đi và tắt 4 cái nút đó hả? Nhưng mà ở đâu mới được? Rồi về bay luôn rồi. Tăng đam nó và giảm thời gian hồi chiêu nhưng mà rút xuống còn cái thôi. Địch ở gần trong MG 7.5m tăng 40 cho. Tốc độ đam bằng nữa, tốc độ di chuyển, đam năng lượng, đam gốc két, không cái nào ngon hết. Đúng. Cái con này không biết giờ làm cái gì nữa rồi. Ê bịt. Cái này đâu vậy? Cái gì? Chạy một súng thôi, để em chỉnh độ. Yes. Cây này giống cây mình đang xài cái gì? Suzuki Combat, thay cây trang luôn. Nhưng mà cây của mình thì nó nhiều dụng cụ hơn. 25 ổn định và 25 chính xác, 50% băng đạn. Cộng 10 auto viết ra. Đó. Dạ. Thầy bắn lén à. Good. con này quên tiền. Ê, ây da. Có đường trên này mới là đường mới chứ. Combo để làm cái gì đó. Tiên ta và đỏ tông. Nó không có gì con chỉ nè. Đây đánh boss đầu tiên nè. Có vẻ dễ hơn vậy. Nó không cho mình đồ đạc gì luôn, nó giết boss nè, cảm giác nó mà nhạt nhòa vãi. Này là màn 2, màn 3. Guild level 5. Amor 400 vừa bắp. Cái hit bông này là mình đạp lên đầu, nhảy đạp đầu nó giống Mario vậy đó. Cây này cây đam lửa nè, nó bắn lại mạnh hơn nữa. Nó level 5 là 64 đam, tốc độ bắn hơi chậm tí, đít đam cũng thấp thôi. Nên lấy cái này cũng thôi. Lấy cái này đi, lấy cái này tăng được 10% đam. Hết pin rồi. Cảm giác yếu xìu luôn á. Cái gì? Ôi ơi. Ê, cái này cũng được. Ê da. Cái gì đây? Thôi, cù bắp. Máu. Ây, súng ngắm. Ủa, súng gắn mà. Minigun 20% cơ hội chí mạng. Chơi luôn cái con gun này tối rồi. Đó giờ không chơi. Đi thẳng quẹo trái. Có một rồi. Ít đam hơi nhiều á. Đây bơ nè. Đây bơ này chí mạng lên x2 nhưng mà nó màu xanh lá à. Sao ta? 3 cục pin thì chỉ lấy được cái này thôi, bỏ đi. Không có chìa khóa. Không biết lấy đâu. Ôi, trong này đồ ngon quá. Nó không cho mình hồi máu nữa chứ, độc ác. Chọc lên nó cùi. Đúng không? Mà chiều cây này nó cũng cùi thiệt. Máu. Không được cái màn hai hay gì nữa. Không biết có đấu boss đấu chùm vô không chứ hết máu rồi đó. Trời ơi. Màu tím. Màu tím. Tốc độ bắn khá nhanh. Gây đầm lửa. Level 7 mà màu tím nữa chứ. Trúng năng lượng nữa. Thử không ta? Mà đam nó thấp quá. Có điều game mình đang gặp thì chỉ level 5 thôi. Mình đang có 6 cục pin nè. Mua cái này là còn có 2 cục pin nè. Nhận đam thì tăng tốc độ di chuyển 12% và 15% tốc độ bắn trong 5 giây. Không đủ luôn. Bây giờ mình có thể ghi gòn lại mấy cái dòng này. Bây giờ sốc đam này. Sốc đam thì nó chỉ tuôn quân địch thôi, đánh boss không có tác dụng. Khác nữa. Mỗi 5 giây kích hoạt vụ nổ, cùi bắp, thà lấy chí mạng không có nghĩa nữa. Ủa? Còn này anh em ơi. Máu. 嗰個唔係野獸㗎。 哎呀！Ở đây có đường đó. Cái này để đi quay, còn cái cây mà xuống nữa thì để đánh boss. Dạ xua cây này thì nó có màu xanh lá nữa chứ. Diễn chơi xuống ngắm. $700 máu không? Trời ơi. Hết pin luôn rồi. 4 pin. Cộng 50% băng đạn, cái cùi bắp á. Mình lấy cái phát bắn đầu tiên nó đi cộng băng đạn. Đường môn đinh công mạnh vào đó. Lừa đảo, này gì đây? Mở được cửa nào không? gạch chê, bắn toàn chuyện vào cái súng gạch lá. Rồi chết luôn. Phải đái thì nó nóc tun cái chết luôn. Game khó. Ok. Thử lại lần đó. Giờ này chúng ta sẽ chơi qua lách mới. Bây giờ là khởi động thôi. Thử lách này. Đi theo hả? Đúng rồi. Gì đây? Chả biết cái gì nhưng mà lấy luôn. Không, chơi. Ây da. Đây là mình đam, biết đam. Chịu nổ thì có 410% cơ hội làm cái gì đó. Tăng tốc độ đi coi lên 70% trong mấy giây. Đã rồi. Yep. Mấy để mình bắn yếu không? Ủa không thấy cái vòng tím ta. không đủ tiền, đủ tiền mua cái này thôi. Cái súng chén nhách luôn. Vì bây giờ hiếm quá. Con mắt nè. Tôi quên mất nút nội là cái nút gì rồi. Rồi chưa kịp chọn gì luôn. Đang thử nút. À, chip. Rồi. Tí hồi máu đi. Shotgun level 3. Nắm level 3. Thay cái kunai nè ông ta. Thay đi. Mình có 6 cục pin 886 không chơi không luôn. Không gì đó. chọn nguyên tố và insert cái nguyên tố đó. Trúng đục này thua cái neighbor nhiều lắm. Ba sale ổn lắm. Rồi đến boss thì biết gì mua mẹ anh này. Đến boss thì cái súng tốc độ bắn nó cao hơn. Vô máu luôn hả? Ok, oasis 5 phút. Cái gì đây? Canon nữa, minigun nữa. Cái này bắn rất là chậm phải không? Trời ơi, súng gọc lên nó mới bắn. Cơ hội giết có 5% à? Không lấy thì nó cũng phí. Lấy đi. Cũng yếu quá rồi. Không, tôi cho cây súng đi trang nữa đó. Đam nó tục hơn gấp đôi mà bắn nhanh hơn một tí. Chả nó dụng người máy luôn. À đấy quên. Ủa? Không đường à? chán chết. Nói chung là vô đây thì rèn luyện bắn phản xạ FPS tí thôi.